Thông báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn ngày 19 tháng 11 năm 2019, một cơn bão quốc tế Kamagi mạnh cấp 11 có thể đổi hướng áp sát vào bờ biển phía đông. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa thông báo một cơn bão có tên quốc tế Kamagi đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon. Cụ thể, hồi 16 giờ chiều ngày 18 tháng 11, vị trí tâm bão vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 123,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông của đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, khoảng 100 đến 115 km/h, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 16 giờ cùng, vị trí tâm bão vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc, 12,2 độ kinh đông, ngay trên phía bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, khoảng 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão Kamagi và không khí lạnh, trong 24 giờ tới, nguy hiểm trên biển Đông được xác định ở vị trí khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 119,0 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc, 117 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, khoảng 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng ngày 20 đến 21 tháng 11, trên vùng biển phía bắc biển Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào biển Đông vào những ngày cuối tuần này. Diễn biến của các cơn bão mới nhất này sẽ được kênh Lực Tàng TV cập nhật liên tục 24 trên 24 giờ để phục vụ bà con, rất mong bà con đón theo dõi. Với tình hình diễn biến phức tạp của các cơn bão ngày cuối năm, kênh Lực Tàng TV sẽ cố gắng cập nhật thông tin mới nhất tới bà con. Mong bà con ủng hộ kênh Lực Tàng TV bằng cách nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông để được nhận những thông báo mới nhất về tình hình các cơn bão cũng như thời tiết trong khu vực. Xin cảm ơn tất cả mọi người.